Xin chào tất cả các bạn. Welcome to Nail Tech for Everyone YouTube channel. Mình là Hà Nguyên. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn làm thế nào để tạo ra một bộ full set dipping almond shape hoàn hảo, đẹp và gọn lẹ. Trong video này, mình sẽ giới thiệu đến các bạn bốn bước căn bản nhất đó là số 1 gắn móng và tạo xếp. Số 2. Cách làm dip nhanh chóng. Số 3. Cách dũa hoàn chỉnh. Và số 4. Finish gel top coat. Here we go. Sau khi gắn móng xong, thì các bạn dùng cái bấm móng tay Nail Snipper Curve để bấm hai bên hông và tạo ra được cái hình ảnh shape như trên hình như các bạn sau đó mình dùng hand nail file vuỡ hai bên hông cho nó ôm sát vào và cho nó căng đói lại để tạo được cái o mình xích đẹp các bạn phải để neo file nghiêng 45 độ nằm ở phía dưới móng và ép lên phía trên và dũa qua dũa lại để tạo o mình xếp như cái video nha các bạn bước kế tiếp đó là bước số 2 cách lấy glue và nhúng bột thì lưu ý lấy vừa đủ không nhiều quá cũng không quá ít. Khi lấy glue xong thì để cọ lên trên giữa móng gần cuticle. Bạn nhấp nhấp hai ba cái để glue nó đi ra khỏi cọ và nó nằm một ít trên móng. Sau đó từ từ đẩy cọ sát lên cuticle. Đen xong mình ngoặt cái cổ tay cho cọ nó đi về phía tay phải một nửa vòng cung nhớ là sát cuticle phía tay phải và sát bên hông tay phải và kéo xuống sát đến cuối móng. Sau đó bạn làm cùng một động tác ngoặt tay về phía tay trái và đi về phía cuối phần móng của phía bên tay trái. Nhớ là làm nhanh tay, vuốt khoảng 2-3 lần là đủ. Khi bạn ngoặt tay như vậy á, thì các bạn sẽ tạo được bột ở khi tôi cô rất tròn và đều để bạn không cần dũa nhiều và lưu ý ở đây là ngón tay khi nhúng vào bột thì phải nghiêng 45 độ là tốt nhất vì nếu nó vuông góc thì bột nó sẽ bị pressure và nó dễ bị đùng và lợn cợn nha các bạn và nếu có thể các bạn có thể dùng cái ngón tay cái mình đẩy cái da lên chút xíu để bột nó đi sát vào trong cái ngón à, trên cái cuticle. Phần kế tiếp là phần giữa bột nha các bạn. Mục đích là làm cho bộ dip được tròn mịn màng và tròn đều hơn. Và phần bột giáp với cuticle phải được tách rời ra và phải phẳng và tròn trịa nha các bạn. Một bộ điếp được gọi là đẹp khi cuticle phải tròn đều và sau khi dũa bột phải cách cuticle một khoảng rất nhỏ. Mặt móng phải phẳng đều, không bị dày hay gọi là curve ngay trên đầu gần cuticle. Thì mình chia cái cách dũa bột thành hai phần. Thứ nhất là phần dũa tổng thể trên mặt móng để tạo độ dày và móng xếp cho nó phải giống nhau. Cái thứ hai là cái phần dũa cuticle thì cái phần này nó gồm có ba cái, cái, cái phần nhỏ. Thứ nhất là bên hông phía tay phải cuticle và bên hông phía tay phải tay trái. Khi đầu dũa đi phía bên hông phải thì ta dùng cái ngón tay giữa ấn vào da và lôi xuống phía dưới một chút xíu. Rồi khi mà cái đầu dũa nó đi đến cuticle thì ta dùng cái đầu ngón tay cái ta nhích cái da lên một xíu để cho cái dũa nó không ăn vào bột nhiều và từ đó tạo cái khoảng cách giữa cái bột và cái cuticle nó hợp lý nha nó không nhiều quá để cho mình người ta có thể thấy được cái khoảng trống mà gần như là làm cho cái tay giống như là đã đã mọc ra gần một tuần rồi nha các bạn bước cuối cùng cũng là cái bước mà uh, thứ tư nha các bạn đó là cái bước mà uh, bỏ bay cốt và top cốt thì cái vấn đề ở đây là nếu mà các bạn muốn cho một cái bộ nail dip mà nó ở thì mình cần phải bỏ hai lớp. Một là base coat và hai là top coat nha. Thì khi mà bạn bỏ base coat thì bạn cần lưu ý là các bạn bỏ mỏng, đều. Và nhớ là các bạn bỏ xa khi tôi còn một chút xíu. Không nên bỏ sát khi tôi còn nhiều lắm. Bỏ xa một chút xíu khoảng chừng hai cọng tóc thôi nha. Và nhớ lóc cái đầu lại cho mình nha và à, nhớ lóc cái đầu lại cho mình và thứ hai nữa là khi mà bạn bỏ Top Coat thì bạn cũng giống như là cái bước mà bỏ Bay Coat là bạn lóc cũng bỏ lóc cái đầu lại nhưng mà bạn bỏ cao lên một xíu cao hơn cái lớp Bay Coat sát Cuticle để mà nó giống như là nó ấp giống một cái nắp dung nó ấp lại thì làm cho cái móng nó cảm thấy giống như cái móng nó rất là smooth nha các bạn và cái điều đó nó sẽ tạo ra một cái bộ móng đẹp và cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này hy vọng là các bạn thích like share và đăng ký kênh cho mình để theo dõi những cái video kế tiếp nha các bạn xin chào và hẹn gặp lại bye